Hello anh em, chào mừng vị đã tới với channel của mình. Trong clip lần này, mình lại đưa anh em xuống khu cảng đây. Úi dồi ôi, đông thế. Úi dồi ôi, một ông solo squad này vừa đáp xuống thì mình hốt luôn ạ. Trước mặt một ông này có súng là ngon rồi. Úi dồi ôi, đông lắm anh em ạ. Chạy đi đâu vậy anh trai? Chạy đâu cho thoát? Thế là hai tên rồi, ba tên rồi anh ạ. Thì bây giờ thì anh em cũng biết rồi, thời tiết này nó đang lạnh lắm anh em ạ. Không biết ở chỗ anh em như nào, từ chỗ mình là lạnh lắm. Mình còn đang bị đau đầu đây. Thời tiết thay đổi mà. Xong hôm qua, hai hôm mình đều phải đi ra ngoài, đi trong này trong thùng này. Nên là chắc là bị gió máy cái gì đấy. Đang có đau đầu các kiểu anh em ạ. Ôi bắn nhau giòn giã thế. Con ông trong thùng này. Bên trái mình cũng có tiếng này. Nói chung là xung quanh mình là toàn là nước. Ê, ủa bắn này. Bắn gì vậy anh trai? Từ từ, mình phải tìm. Mình phải tìm cái ông này đã. Làm sao mà kịp chạy. Chạy đi đâu con sâu? Đông lắm anh em. Chúng ta phải lựa chỗ mà đúng rồi. Được rồi, mình sẽ làm cái gì ở đây? Làm cái gì ở đây? Rồi. Bên này cũng bắn. Ủa trời ơi, mình sẽ vòng từ từ ra nhặt lại cây súng. Súng kia hết đạn mất tiêu rồi, vòng sang bên này anh em ạ. Đâu hết rồi không biết. Đi sang tới đây thì không thấy ông nào ạ. Rồi trong kho à? Trước kho kìa. Đi đâu vậy? Từ từ anh em ạ. Chúng ta không vội được. Mình phải zoom cái X6 về đã. Táp mình phải để zoom về mình mới táp được. Ô. Ui. Ngon, một mạng. Vẫn có một ông bị nốc ở trong đấy nữa. Mình á đủ. Đang định bầu đẩy vào. Ui, thế là clear team này chỉ mất một mạng anh em ạ. Đang định bầu đẩy vào này. Gọi như là thơm tho được mạng nào đấy. Đấy anh em nghe mình sụt xịt không? Lạnh lắm anh em. Chỗ mình chắc là đo bằng cm thôi. Ui rồi, mấy ông này giàu thế. Thì anh em nào mà lại tiếp tục gọi là nhắc nhở anh em. Anh em nào đang xem đoạn này rồi thì tiện tay like luôn cho mình một cái nha. Nhớ là bấm like đi. Mấy nghìn view chả nhẽ này không được một nghìn like. Mình cứ nhắc như này thì anh em cứ bấm luôn cho mình cái. Thế là mình cảm ơn anh em rồi. Comment luôn nữa để cho nó đề xuất anh em ạ. Đấy. Bây giờ video nào cũng phải nhắc. Cứ nhắc khoảng vài hôm là anh em quen ngay mà. Có DB này, mình lấy được DB này. Trận này mình sẽ xài DP đi. Ui dồi, vẫn bắn nhau này. Trận này sẽ xài DP anh em ạ. Thì anh em nhớ nha. Nhớ bấm like và comment cho mình cái. Cho kênh gọi là phát triển đi. Lâu lắm rồi. Từ từ, mình sẽ âm thầm đẩy sang anh em ạ. Mấy ông này vừa bắn thính anh em ạ. Vừa bắn thính ở bên góc bên này đây. Đang táp, chắc là đang. À đủ, mình nghe tiếng chân rồi. Một ông trên thùng này. Một ông một tiếng chân bên phải này. Từ từ anh em ạ, không được nóng vội. Rồi, vẫn đang nhảy, chắc chắn là chưa biết mình rồi. Không biết mình thì cứ chắc rồi. Rồi rồi, ra gần mình rồi. Đây đây đây. Ra gần mình, này thì ra gần mình. Làm sao mà biết mình. Trời ạ, à, mình bắt được với hai vị trí của bạn rồi. Mình sấy xong ông bên trái phát nào, mình quay sang bên phải. Phơ luôn, kiểu gì ông ấy chả đẩy ra. Bốt, anh gì ơi, anh bốt ơi. Rồi, lại thêm được một mạng. Ngon lành cành đào anh em ạ. Đây, mấy ông này vừa bắn cái thính đây. Xem thính có gì nào. Ui, có ốp gờ rô ra anh em ạ. Nhưng mà thôi, trận này mình bắn DP anh em ạ. Có tiếng chân chạy tới. Có tiếng chân chạy tới. Có tiếng chân chạy tới. Lại là một con bốt. Bốt hay người thì tầm này cũng ăn hết anh em ạ. Không có phải gọi là tha gì cả. Ôi, đồ đạc như này thì quá giàu rồi. Ok rồi đấy. Mình sẽ đi tìm thính anh em ạ. Hợp lý. Ủa ôi, cái đậu phộng cái gốc cây chứ. Tự nhiên lại đâm vào cái gốc cây nó vô duyên. Ôi, có anh tách kinh boy chạy qua. Ôi anh ơi. Anh gì ơi, anh gì ơi. Ủa ôi, sao này vợ gọi về ăn cơm sao mày phóng nhanh vậy. Phóng như vậy là chết anh ơi.
Để đỗ xe đây xem ông này có gì đã. Bắn DP anh em ạ, nên là cứ phải gọi là thay đạn lúc nào trong trạng thái đầy đạn anh em ạ. Ui, ông này cũng không có gì nhiều. Té thôi anh em. Á đù. Á đù. À trong khu nhà hot anh em ơi. Rồi rồi, trong khu nhà hot à. Chắc là đồng đội của ông này đây. Được rồi. Mình sẽ phải xử lý hết cái mấy cái thanh niên này anh em ạ, không để cho mấy thanh niên này lộng hành được. Đây đây, mình lượn qua để xem là bắn lại để cho mình biết vị trí cái nào. Bắn đi bạn ơi. Rồi, bắn rồi. Rồi, gần kho à. Rồi, 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 bình tĩnh rồi. Em biết anh ở đấy rồi, anh cứ gọi mãi nhở. Đây, 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 em tới với anh này. Đâu rồi? À, đây rồi. Lại nấp nó à. À, hai ông anh em ạ. Hai ông, hai ông. Này thì hai ông này. Một ông trúng vài viên rồi. À đủ. Liều mạng thế. Ui, ông này định đẩy anh em ạ. Kinh nhở. Ui, gặp đúng. Bên trái có tiếng. Bên trái có một ông công sang. Công sang với tôi à. Này thì chạy giữa đường này. Ui dồi ôi. Game hơi dễ anh em ạ. Mấy ông này cũng gọi là cũng máu nhở. Thấy mình gọi là có một mình phát cái nào giữa đường cũng đẩy. Lại không chạy qua. Ơ. Mấy ông này như kiểu là đường của nhà mấy ông nhở. Sai lầm là trả giá ngay. Mình đi tìm thính tiếp anh em ạ. Đây mình đi từ cái đầu Bochinki. Mấy ông mới bắn thính ở mãi cái góc này. Xe thì hết xăng. Mình đi gần đến đây thì mình phải chạy bộ anh em ạ. Mình nếu mà mình có xe là mình cũng công vào chỗ gần cái thính rồi. Nhưng mà mấy ông này à, mình lại hết xăng. Bây giờ mình phải mở góc anh em ạ. Mở cái góc thật là rộng. Đây này, mình sẽ lên cái khu nhà này. Đấy cái thính kìa. Mình vừa lại thấy mấy ông lận cơ. Không biết là có còn ở đây không cơ. Mình nghĩ là còn thôi. Nên khu nhà này là hơi đẹp này. Có sở mốc. Đây rồi. Đây rồi. Một ông này. Hai chạy này. Rồi mình thấy tổng cộng là ba ông. Ui rồi. Có một team nó đến. Cái gì đây. Ui. Cái gì đây. Ui trời ơi. Cái quần què gì thế. Ôi anh ơi. Cái gì vậy. Cái gì vậy. Ba ông ạ. Ui trời ơi. Ý thì các anh làm em vỡ tim ạ. Ôi mình sấy một phát lia cả ba tên anh em ạ. Vãi nổi tên mày đến cướp thính. Trời ơi. Có tiếng chân, có tiếng chân. Từ từ đã anh em, mình hết đạn mất rồi. Ôi ba ông này phi như kiểu là vợ gọi về ăn cơm anh em ạ. Từ 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 từ. Có tiếng chân ở gần. Mình lại phải mở góc anh em ạ. Phải tiêu diệt được mấy cái ông này. Không cho mấy cái ông này gọi là có cơ hội để sống được. Mình nốc một rồi. À đây rồi. Rồi rồi, vào trong nhà rồi. Tặng cho bạn trái nết này. Chắc là cứu được nhau rồi. Này thì ngồi đấy này. Hình như mới cứu được một ông thì phải. Đâu rồi. À đây rồi. Đây rồi. Hai ông. Úi dồi ôi, hai ông. Thế là nốc ba rồi. Còn một ông ở đâu nữa. Nốc ba rồi. Gạt đã anh em. Tầm này là cứ phải gạt anh em ạ. Rồi đây rồi. Ôi, mình nhìn nhầm anh em ơi. Rồi rồi rồi. Sau nhà, sau nhà. À, ngồi cứu đồng đội đúng không. Quả bom 10 tỷ. Quả bom 10 tỷ. Đang ngồi cứu đồng đội anh em ơi. Vẫn còn một tên. Vẫn còn một tên. Mình quăng quả bom hình như là mới giết được một tên nốc thì phải. À cái tên nốc cuối cùng. À cái tên nốc thứ ba đây anh em. À đây rồi. Đây rồi. Trời à. Chạy tầm
cái chạy cái tầm đấy xong rồi kết hợp với quả máy bay bay ngang qua, tại nhiên này chả nghe tiếng mình đâu. Ui rồi, thế là mình clear tận 2 team ở đây, phê lòi anh em ạ, 2 team nguyên luôn. Trời ạ, có một team thì gọi là phi tới như kiểu được mùa, mình cũng hốt luôn. Thơm ngon, thơm ngon. À, bây giờ thì cả cái đống xác này là của mình hết rồi, tha hồ mà lượm anh em ạ. Đấy, xịn xó còn bò đi cướp thính nó phải như này anh em ạ. Đấy, cái này mà anh em không like cho mình cái nữa thì thôi. À đủ, có tiếng xe, có tiếng xe. Từ từ, úi dồi, sao lại nắm, gọi là chỗ này là cái chỗ gì vậy? À, hóa ra cái thính. Hóa ra là cạnh, à đủ, có ông chạy kìa. Hóa ra là có cái thính ở đây. Ôi, đấy làm cái gì? Hóa ra là có cái thính à. Trời ạ, cái thính lại rơi gần mình. Lại có một team đến cướp. À, đến lấy anh em ạ. Rồi, một ông ra đi rồi. Từ anh em ạ. Cái gì cũng phải cổ từ. Ui ôi, smoke kìa. Ui, chuyên nghiệp thế nhở. Smoke. Cái gốc cây, mình cứ tưởng là có thằng nó nằm đấy cơ. Đâu rồi? Chắc chắn là ít nhất phải còn một tên nữa anh em ạ. Không thể nào mà. Đây rồi. Nằm ở đây này. Ui đâu rồi? Ui trườn nhanh thế. Ui nó vướng cái sầm mốc. Đậu phộng. Nó trườn mất rồi anh em ơi. Hay chỗ đấy nó có cái gì ấy nhở? Sao mình bắn mấy viên đầu thấy nó tét nhòe cơ mà. Một ông chạy sang đường. Hai thì chạy. Thấy thế mà không chết anh em ạ. Như vậy là còn hai tên nữa cơ mà. À, ui dồi ôi, chỗ kia nó có cái hòn đá. Đậu phộng, thằng nào mình cứ sấy vào đấy nó không trúng. Thế là còn hai tên, ít nhất là hai tên nữa. Không được. Mình phải kiếm thêm đạn đã. Đâu thì không biết. Ông này định công sang đây này. Đây này. Ui, đằng sau cũng có tiếng ốp anh em ạ. Úi rồi. Mình vẫn là trong bo nên là cứ bình tĩnh anh em ạ. Nên là cứ bình tĩnh. Đây này. Rồi, thanh này cũng có ốp. À đủ, thế là hai tiếng, một tiếng ốp, một tiếng ca. Từ từ không chơi được anh em ạ. Tầm này mà đấu súng với nó mà chẳng may mình ăn một viên và ốp là thôi ngay. Được rồi, mình phải xem cái ông định công mình thì đã. Định công tôi à? Này công này. À đủ. À, có một ông nằm. Bạn của bạn nằm đấy mà mình không thấy à? Như vậy là hai ông này công nên đến đây rồi anh em ạ. Ôi, mình mà chỉ gọi làm. May mà mình ra mình check luôn đấy. Không là muộn một tí nữa là hai ông này công vào là thôi. Cũng ra đi chân lạnh toát anh em ạ. Phải lấy thêm ít đạn anh em ạ. Mình vẫn trong bo mà. Cứ bình tĩnh. Cái khu nhà. Ui, giữa bo cơ mà. Thoải mái anh em ạ. Cứ lút đã. Kiếm đạn đã anh em. À đủ. Có tiếng chân. Ui. Bọn này nó ở đâu vào nhở? Có một tiếng chân. Ui dồi ôi, quả bom 10 tỷ. Trời ơi. Có một bàn chân lặng lẽ. Dòng đời như nước cuốn. Chìm trong bóng đêm. Mình nghe thấy hình như là hai tiếng chân cơ. Không phải một ông. Quả bom quăng quả đúng là 10 tỷ anh em ạ. Nguy hiểm thế nhở. Hơi sợ anh em ạ. Đúng mợ rồi. Ủa. Làm gì vậy? Đây. Cái bọn này là cái bọn mà vòng cái bọn đồ cỏ đấy anh em. Ốp đấy. Nó đã chạy vòng đến đây rồi cơ mà. Nhanh thực sự. Mình phải check cái đằng sau rồi đã. Mình phải check cái đằng sau rồi đã. Mình biết ngay mà. Làm sao mà thoát được. Mình bảo mình nghe tới tận hai tiếng chân cơ. Không biết là hết chưa đây. Vẫn nốc anh em ơi. Nguy hiểm thế nhở. Mấy ông này như kiểu là
cứ ma như kiểu ma ấy. Mình nghĩ là chưa hết. Quăng quả bom cho bạn này, check nhẹ, check cái nhẹ. Ơ, ông nằm, có một ông nằm xa kìa, ui, bắn vậy mà không trúng ạ. À. Ông này, ủa, sao lại nằm đây? À đủ, có bom, biết ngay mà, biết ngay có đứa ở gần mà. Vãi nồi ạ. À. Mình đã nghi nghi rồi, mấy ông này cứ nằm viền bo anh em ạ. Từ cái lúc mà có ông chạy vào là mình đã nghe thấy tận hai tiếng chân rồi. Đâu rồi? Vẫn nốc chắc chắn là nằm ở quanh đây thôi. Với cái tên kia là team lẻ. Như vậy là một ông này này với một tên lẻ. Mới ba tên khác nữa đúng không? Đâu rồi? À đây rồi, đứng dậy rồi. Bạn đứng dậy làm cái gì? Này đứng dậy. Ôi vẫn nốc anh em ạ. Ủa, có tiếng xe. Á đủ. Bạn nó tới anh em ơi. Từ từ. Bạn nó tới. Mấy hôm này cứ thích gọi là chơi đánh biển bo nhở. Chiến thuật ghê gớm ha. Rồi quăng nét rồi. Biết mình ở đây mà, tiếng chân này. Ui nhiều tiếng chân anh em ơi. Ui đếch phải rồi. Đếch phải rồi. Như vậy là một tí. Ôi cái con cò của vậy đông thế. Không được anh em ơi. Thôi toàn rồi. Cái tim. Ui ôi. Cái tim đồ cỏ ạ. À vẫn còn một tên anh em ơi. Vẫn còn một tên. Cái tim đồ cỏ mà nó nằm ở bên trái mình từ lúc đầu đây anh em. Hai cả nồi nó công thẳng đây à. Rồi đang bơ. À mình nghe rồi. Mình nghe thấy rồi. Không cứu nhau này. Như vậy là ba ông ạ hả. Ôi dồi ôi. Tí nữa thì gọi là các bạn cứ gọi là mình vỡ tim mà thôi. Thế này thì chết. Thế là ba tên này là một tim. Một tim nguyên ở bên trái đấy. Như vậy là còn một tên này à thôi. À rồi, cái tên nằm đồng đấy anh em. Đây mới gọi là tên cuối cùng, tên nằm đồng rồi. Tên nằm đồng. Kiểu gì nó cũng mình nghĩ là bây giờ là tầm này là nó bò vào đến nơi rồi đấy. Thanh niên nằm đồng bò gọi là hơi nhanh đấy. Chắc chắn rồi. Nếu mà ba tên này đúng rồi. Cũng có thể là như vậy. Một tên kia thì là tên lẻ, tại vì team mới vào, cái team mà đẩy từ đằng sau là mình đã ăn được cả ba rồi, là còn một thôi, còn ba ông này là ba ông khác mà. Như vậy là còn một tên kia là mình nghĩ là đúng rồi đấy. Chắc chỉ ở tầm hướng trước mặt mình thôi, chứ đằng sau mình chắc chắn là không có rồi. Ui mình ngoài bo anh em ạ. Ngoài bo. Mình sẽ chạy dưới một tí cho nó khuất. Ông này chắc chắn là nằm ở đâu rồi. Ôi cái... À đủ. Gốc cây anh em ơi. Ôi thôi xong bạn rồi. Top 1. Bạn là kill thứ 31 của mình đây rồi. Úi trời ơi. Này thì kill thứ 31 này. Cháy chưa? Múa lửa đi. Úi trời ơi. Thanh niên vẫn còn không cầm súng anh em ạ. Úi trời ơi. Đen cho bạn. Quá easy anh em ạ. 31 kill. Ui trận này đúng là mình chả cần phải đi đâu luôn. Cứ ở một chỗ bắn rồi. Sướng thực sự anh em ạ. Thì anh em thấy hay, thấy sao về clip này, hãy comment hoặc là like. Để lại ý kiến của anh em ở phía bên dưới để cho mình biết nha. Quá xịn sò con bò anh em ạ. Bây giờ thì hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Bye. Từ xem bao nhiêu đam nào. Ui ôi tận 4k8 đam ạ. Ui ôi. Kỷ lục mới anh em ạ. Được thực sự. Bye bye anh em nha.